Professional, cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Nồi chiên không dầu. Sun House, nồi chiên vạn người mê. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Siêu Bánh, một nơi tranh tài dành cho những ai yêu thích làm bánh, những thợ yêu bánh lành nghề lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Andros Professional, nhà tài trợ chính đã đồng hành cùng với chúng tôi. Còn tôi là Ngọc Châu. Nếu như tuần trước chúng ta đã có một cuộc gặp gỡ đầy thi vị với chủ đề là thông điệp tình yêu, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ mới với ba thợ bánh vô cùng đặc biệt, với một chủ đề cũng cực kỳ hấp dẫn, đó chính là tạo tác hoàn hảo. Hãy xem ngày hôm nay chúng ta có những bất ngờ gì nhé. Xin chào ba thợ bánh của chúng ta. Ngày hôm nay lần đầu tiên có mặt tại Siêu Bánh thì không biết là chị Thế Phương nghĩ như thế nào? Thật sự hôm nay đến đây rất là phấn khích và rất là hồi hộp. Xin chào mọi người, mình tên Nguyễn Thị Thế Phương. Mình có là hơn 10 năm làm bánh, nhưng mà cái thế mạnh của mình đó là làm bánh trang trí, bánh kem. Đến tham gia cuộc thi Super Khép thì muốn trải nghiệm và thử sức. Cái chính mình vẫn muốn là vượt lên chính mình. Còn chị Vi thì sao ạ? Đang đợi coi chiếc bánh của em mọi người có bất ngờ hay không. Xin chào mọi người, mình tên là Tường Vi. Hiện tại thì mình chỉ mới 2 năm kinh nghiệm làm bánh về Son Hoa Đậu này thôi. Thấy mọi người ai cũng giỏi, ai cũng có kinh nghiệm từ 8 năm, 10 năm. Còn mình thì chưa trải qua những điều đó. Mình ít kinh nghiệm nhưng mà mình cũng tự tin về cái bộ môn mình đang thực hiện. Đến với lại Siêu Bánh lần này là với mong muốn là được thể hiện cái khả năng của mình, thử năng lực của mình coi nó tới đâu. Em tò mò là không biết là chị Vi đã từng làm bao nhiêu chiếc bánh. Em cũng làm được nhiều, nhưng mà tỷ lệ thành công thì chắc 80% thôi. Vậy thì anh Mai Linh thì sao? Anh cảm thấy như thế nào khi có mặt tại Siêu Bánh ngày hôm nay? Cái cảm giác của em cái này là hào hức. Ngày hôm nay khi mà nghe được cái chủ đề là tạo tác hoàn hảo thì anh nghĩ như thế nào là một chiếc bánh hoàn hảo? Đạt được cái tiêu chuẩn khẩu vị của bánh với nét đẹp. Đồng hành cùng với ba thợ bánh sẽ là ba nhân vật. Xin mời ba giám khảo ạ. Xin mời. Yeah. Xin giới thiệu thành phần ban giám khảo ngày hôm nay, chị Kiều Anh. Kiều Anh xin chào các bạn. Xin giới thiệu anh Thanh Thi. Xin chào các bạn. Xin giới thiệu anh Lương Tú Tiến. Chào mọi người. Ngọc Châu thấy có một cái điều đặc biệt khi mà ngày hôm nay ban giám khảo xuất hiện nha, có hai phần quà rất lớn đó. Mình tò mò quá, nhưng mà trước khi mình khám phá cái điều đặc biệt này, Ngọc Châu xin phép mời anh Thanh Thi có thể chia sẻ cảm xúc của mình ngày hôm nay khi mà có mặt tại Siêu Bánh không ạ? Rất là happy khi được tham gia cái chương trình Siêu Bánh lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam mình. Dạ. Và một cái sân chơi và một cơ hội nhiều cho những cái bạn làm nghề để được phô diễn những cái kỹ năng mà mình có được. Mình cũng muốn được một cảm giác wow khi mình thấy được một cái thành phẩm sau cái cuộc thi này, và mình mong chờ điều đó. Cảm ơn anh. Vậy thì anh Tú Tiến như thế nào ạ? Năm nay khi mà bản thân tôi nghe được cái tin có cuộc thi này, cảm thấy rất là vui và mong chờ thí sinh năm nay. Tuy là buổi đầu tiên, hy vọng các bạn sẽ làm hết mình để tạo những sản phẩm, những cái sản phẩm mà có thể là khiến cho ban giám khảo cũng như khán giả là ồ lên vì cái sự hoàn hảo, sự xuất sắc của nó. Rất là mong chờ. Còn chị Kiều Anh, hôm nay là một cuộc gặp gỡ mới nữa, thì chị Kiều Anh mong chờ điều gì nhất? Ban giám khảo ở đây giúp các bạn tỏa sáng. Bên cạnh đó, Anh mong muốn rằng các bạn hãy thể hiện những cái gì mà tốt nhất, đẹp nhất để tất cả các khán giả Việt Nam có thể nhìn thấy được một tuyệt tác hoàn hảo. Hôm nay Ngọc Châu thấy một cái điều đặc biệt. Bình thường ban giám khảo đến đây mình chỉ có một phần quà thôi, hôm nay mọi người được tới hai phần quà đó. Không biết là chị Phương có đoán được là trong hai phần quà này sẽ là cái gì không? Mình nghĩ chắc là một cái bánh kem mang cái chủ đề gần đây nhất. Dạ. Nhưng mà không biết là cái gì. Hồi hộp, Tự nhiên là tới cái chủ đề của mình thì có tới hận hai chiếc hộp lận, nên mình thật sự là rất hoang mang. Nên là không có biết là nó là cái gì trong đó, nên rất là tò mò và thắc mắc. Xin phép được mời ba giám khảo, mình sẽ tiết lộ hai phần quà ngày hôm nay mọi người mang đến cho các thợ bánh của chúng ta là cái gì ạ? 1, 2, 3. 2,
2, 3. Wow. Bất ngờ của Gia thì em thấy chú mèo rất là dễ thương. Tại sao lại là hai chú mèo? Mọi người biết là ở trên thế giới có rất là nhiều cái giống mèo khác nhau. Một bên đó là Âu, là của Sếp Thanh Thi. Và một bên là mang hiếu của Việt Nam mình, đó là con mèo tam thể. Vậy thì hai con mèo này thì không biết là có liên quan gì đến chủ đề ngày hôm nay không chị Oanh? Chủ đề ngày hôm nay là tạo tác hoàn hảo. Có nghĩa là tất cả những gì mình đang nhìn thấy của thiên nhiên đều luôn là hoàn hảo. Giống như con mèo, đặc biệt là năm nay cũng là năm Quý Mão. Thử thách ngày hôm nay dành cho các bạn đó là các bạn hãy làm một chú mèo nhưng có các hình dạng khác nhau. Các bạn có thể tự do sáng tạo theo cái phần riêng của mình. Vừa nghe ban giám khảo nói xong là trong đầu đã có hình tượng một con mèo, nó hơi đặc biệt một chút là mèo thần tài. Cũng là một chú mèo đúng không ạ? Còn chị Vi thì sao chị Vi? Dạ, em cũng có cùng suy nghĩ với anh. Còn chị Phương thì sao ạ? Trong đầu em đã có hình con mèo là mình sẽ làm như thế nào. Antwerp Professional cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Ở thử thách này, mọi người sẽ có 45 phút để hoàn thành thử thách của mình. Và đừng quên rằng ở đây chúng tôi có tất cả các sản phẩm của Android Professional sẽ hỗ trợ tất cả mọi người vượt qua thử thách dành cho mình. Người chiến thắng ở thử thách đầu tiên, chúng ta sẽ có một đặc quyền đặc biệt khi đến với thử thách thứ hai, siêu bánh lộ diện, chính là menu chua cay sẽ giúp cho anh chị có thể nhận được một đặc quyền gây cản trở cho hai thợ bánh còn lại, tạo thêm được lợi thế cho mình. Và hai thợ bánh còn lại, mọi người cũng sẽ có một đặc quyền ấn chiếc chuông màu hồng để xin quyền trợ giúp từ ban giám khảo trong 3 phút. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. 45 phút bắt đầu. Mình thấy rằng các bạn đang có một nguồn năng lượng dồi dào và mình hy vọng là cái nguồn năng lượng đó nó được tỏa sáng trong sản phẩm của các bạn. Thời gian 45 phút sẽ rất là khó. Nhưng với con mèo thì gần gũi, các bạn sẽ tưởng tượng qua, nghĩ đến ngay và có thể làm được. Đối với bánh kem thì nó dễ tạo hình, nhưng mà đối với giả sử bánh mì thì nó sẽ bị nở ra bung. Nhiều khi mình tạo hình con mèo đang đẹp như vậy đó, hỏi nở ra thành con mèo mập. Thì riêng cái bánh kem thì phần kem mình bắt được thì phải dựa vào cái tay nghề, cái sức tưởng tượng thôi. Nghe thì có vẻ là rất là dễ nhưng lại là khó. Chủ đề mà hình thể thật á, nó rất là khó. Đúng rồi. Nó ở dạng mà chiều đường phong phú. Để suy nghĩ thì nó sẽ dễ hơn cái chuyện này. Thực sự thì mình thấy là các bạn khá là tự tin, các bạn nắm bắt đề rất là nhanh, có những cái sự sáng tạo, cái kinh nghiệm của bạn rất là tốt rồi. Cho nên mình cũng rất là hy vọng là các bạn sẽ là những người thể hiện tài năng của mình trong cuộc thi này. Vậy thì làm tạo hình chú mèo với chị là cái khâu nào là khó nhất? Cái khó nhất chính là khuôn mặt của chú mèo đó. Khuôn mặt của con mèo rất là quan trọng, thể hiện luôn thần thái của con mèo, cái nét đẹp của con mèo. Và các thí sinh phải chú ý kỹ về cái khuôn mặt, sẽ thấy được cái sự là gọi là tạo tác hoàn hảo. Với cái đề bài linh vật là con mèo thì không thể làm khó được thí sinh. Với tạo tác hoàn hảo để mà hoàn thành một cái chiếc bánh với cái kinh nghiệm của mình đó, thì cái bánh đó, cái kết cấu của nó là nó phải là không có quá mềm, không có quá mềm và phần nhân là không có quá nhiều để khi mà di chuyển nó sẽ không có bị trượt. Mình dùng nhân trái cây để hòa nghiện với lại cái kem béo, ăn không bị ngấy. Em cố gắng để trở thành con mèo nhất có thể. Thật sự mà lúc mà nói về tạo hình về con mèo đó thì mình nghĩ ra nhiều ý tưởng lắm, nhưng mà thế mạnh của mình đó, thì chỉ bắt bông hoa thôi, nên là về tạo hình thì mình không có đụng vào cái gì hết. Nên lúc đó mình rất là hoang mang. Lúc thì mình nghĩ là mình sẽ tạo thành một chú mèo vẫy tay. Sau đó là mình suy nghĩ là hay là vẽ khuôn mặt mèo. Nhưng mà lúc đó trong đầu mình thật sự rất rối. 10 phút đầu tiên là em sẽ đánh kem và tạo cái cốt bánh. 20 phút tiếp theo thì em sẽ tạo cái thân hình chiếc bánh để tạo ra dáng. Thời gian còn lại thì em sẽ đi tất cả cái hoa văn trên cái hình thú mà mình cần phải có trên con mèo. Cái công việc này là của em hàng ngày. Có thể cái con quẹt hình Doraemon hoặc mèo Kitty.
Xong thì em mượn cái đó nha. Ok ok em. Trời ơi em không biết vẽ. Này cũng nhìn giống chị nè. Lúc mà thằng thực hiện cái bánh con mèo á thì mình chỉ nghĩ là tưởng tượng thôi, rồi mình cứ cắt theo cái con mèo đó rồi mà tô để cho nhanh kịp thời gian nhất có thể. Tại vì thấy thời gian nó đi sao mà quá nhanh đi. Mình chưa làm được gì là nó đã gần sắp hết thời gian rồi. Wow, hiện tại thì chúng ta còn 5 phút để hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng cho những chiếc bánh của mình. Theo như cộng trong quan sát thì có lẽ như là đề bài của ban giám khảo ngày hôm nay không thể nào làm khó được các thợ bánh của chúng ta. Còn chị ơi, bên đây là chú mèo của mình đang làm gì đây chị? Chú mèo ngồi ở vườn hoa rồi. Đó, cũng là một chú mèo khác. Còn chị Phương thì sao ạ? Đang làm một chú mèo ha, ở về vườn ha. Là cái vườn màu xanh là bánh luôn hả chị? Đúng rồi. Hai chú mèo thì nằm ở vườn hoa và một chú mèo là chú mèo thần tài. Và hãy để xem là cuối cùng những chú mèo sẽ như thế nào, mang đến những cái bất ngờ ra sao cho ban giám khảo ngày hôm nay nha. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm nếm từ ban giám khảo. Antwerp Professional cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chấm nếm. Ngay bây giờ thì Ngọc Châu xin mời những bất ngờ mà các thợ bánh của chúng ta ngày hôm nay mang đến cho ban giám khảo. Đầu tiên, Ngọc Châu xin mời bất ngờ đến từ chị Phương. Khi mà ban giám khảo đưa ra đề tài này á, thì mình nghĩ đến chú mèo nằm ở sân vườn ha, đang tắm nắng rồi xem hoa. Em thấy nó mèo màu trắng mà không biết là tại sao lại màu trắng, là mình thích màu trắng cho nên mình làm con mèo màu trắng ha. Dạ. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bất ngờ thứ hai đến từ chị Vi. Em không có sở trường về cái này nên em muốn làm cho nhanh nhất có thể, nên em tạo hình đơn giản nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bất ngờ cuối cùng, xin mời anh Mai Linh. Mình nghĩ là anh Linh ảnh có nhiều năm kinh nghiệm hơn, với lại cái những cái kỹ thuật tạo hình của ảnh thì dày kinh nghiệm hơn, nên mình cũng hơi e dè ảnh nhiều. Con mèo của Mai Linh rất là dễ thương, còn con mèo của Tường Vi cũng dễ thương, nhưng mà dễ thương theo theo kiểu rất là wow. Ủa, nó có quậy quậy được không bạn? Dạ có, di chuyển xa là nó vớt luôn. Di chuyển xa là nó vớt luôn. Mèo này rất gần gũi đến cho mọi người. Tất cả dịp khai trương, Tết hoặc sinh nhật các bé vẫn thích con mèo này. 45 phút cho em tạo ra một chú mèo thì cũng lần đầu tiên em thử thách cái thời gian như đó. Là vừa vội với vừa lo suy nghĩ đủ thứ để vừa chạy kịp cái mẫu của mình đưa ra với là cái thời gian của ban giám khảo. Em cũng thấy rất là dễ thương. Và như mọi người đang thấy thì trên bàn ban giám khảo chính là hai phần quà ban giám khảo đã mang đến ngày hôm nay cho ban thợ bánh của chúng ta. Thì trước khi đến với phần chấm đếm thì Ngọc Châu cũng xin phép mời ban giám khảo, mình là anh Thi và anh Tiến, sẽ tiết lộ về phần quà bên trong như thế nào và chú mèo của mình là như thế nào. Mình đang dùng theo những cái technique của phương Tây và mình đang làm một cái cốt bánh, một cái mùi vị mới. Và cái hộp mà mình sử dụng ở đây đó là lá quế, và bên trong nó là mình có sử dụng, mình có làm cái mousse từ trái xoài, cam lâm và chanh dây. Cái lớp bên trong này của mình thì mình muốn cho cái gia vị kết hợp giữa trái cây và cái mùi vị hớp Việt Nam. Và mình đang muốn dùng những cái gia vị Việt Nam nhiều hơn trong cái nấu ăn và trong cái bánh ngọt. Cái mèo của Chef Thi thì thiên về Âu, nó có sự đơn giản bên ngoài nhưng mà bên trong thì rất là cầu kỳ phức tạp. Bên trong của cái bánh này á, thì hiện tại là tôi dùng cốt bông lan và mình đánh theo một phương pháp, có thể nói là phương pháp truyền thống, là các bạn đánh theo phương pháp tách lòng, lòng trắng riêng, lòng đỏ riêng ha. Và phương pháp này cũng khá là phức tạp đối với những người mới bắt đầu làm bánh. Tiếp theo đó thì ở trong này tôi dùng tới cái mứt từ quất, là một cái trái mà vừa nhập từ châu Âu về. Con mèo tam thể đó thì nó đòi hỏi là cái sự chân thành nhất, giống con mèo thực tế nhất,
cũng như là với chủ đề là đi về thiên nhiên. Thì thiên nhiên có cái gì? Thiên nhiên có hoa, có lá. Thì con mèo nó nằm giữa những cái vườn hoa như vậy á, thì nó sẽ là phức tạp hơn, phải tạo hình nhiều hơn á. Nhưng mà có thể là bên trong nó sẽ đơn giản. Châu nghĩ rằng là sở dĩ ban giám khảo mang hai hình ảnh chú mèo cũng như là hai thể loại bánh khác nhau như thế này, đó chính là bởi vì cái đề bài ngày hôm nay là một đề bài mở, để mọi người có thể tự do thoải mái mà sáng tạo theo điều mà mình mong muốn, theo đúng cái phong cách của mình. Và ngay bây giờ thì chắc chắn sẽ đến phần mà Ngọc Châu cực kỳ mong chờ, chính là phần chấm nếm đến từ các vị giám khảo. Nồi chiên không dầu, somehow nồi chiên vạn người mê. Xin mời thợ bánh Thế Phương. Con mèo này á, thì em làm cũng khá là lâu. Hồi xưa em làm chắc cũng đã gần chục năm hơn. Và hôm nay là em mới làm lại. Bạn không có che bánh bông lan ở trên thì có phải là do ý tưởng hay là tại vì mình không có dụng cụ hay đầu nghề hay là... Ý tưởng của em là giống như cái nền đó là cỏ, để cho con mèo nó nằm lên một cái bãi cỏ. Nên thằng ca nếu mình cái này mình đem đi phục vụ nó sẽ bị khô bánh á. À, bằng kết hợp nhân bên trong là gì? Nhân bên trong thì em kết hợp là mứt mơ. À, mứt mơ. Chua chua ngọt ngọt thì ăn nó sẽ bắt miệng hơn. Cái kem bạn đánh chưa được cứng lắm. Dạ. Để giữ được cái form tốt này của con mèo. Dạ. Cái thứ hai là lớp kem nó hơi dày hơn so với lớp bông lan. Theo tôi nghĩ là bạn nên tách cố bánh bông lan ra. Dạ. Một phần cố bánh bông lan, một phần kem, sau đó mới thêm một phần kem nữa. Và cái điều thứ hai là tôi thấy là bạn nên làm cái phần xanh đó đưa vào bên trong, sau cái đấy dùng kem để phủ lại cái phần này, nó sẽ đúng nghĩa một cái bánh hơn. Kem và cái phần bone, cái sự kết hợp nó chưa có theo cái len để nó phối với nhau. Ví dụ cũng trên một cái bone này, cũng trên một kem này mà mình biết nó phối nó lại thì nó sẽ cho mình cái ăn là nó ok hơn, nó ngon hơn trong cái miệng của mình. Vâng. Sau cái thời gian 45 phút bạn tạo được một con mèo hình dáng cũng dễ thương, rất là tốt. Chỉ có điều cái phần kem, cái phần mứt bên trong bạn cho hơi bị ít. Quanh biết có thể là bạn sẽ ngại nếu bạn cho nhiều kem nó sẽ bị no, mứt nó sẽ bị chạy ra, đúng không? Như là gà nè, Quanh có một cái bí quyết gợi ý nhỏ là thay vì bạn sử dụng nguyên một cái lớp bánh bông lan dày thì bạn có thể chia cái bánh bông lan ra, xong bạn cho một lớp mứt, xong rồi cho tiếp một lớp nhân nữa thì chắc chắn nó sẽ không chạy và cái đó cái nhân nó sẽ có nhiều hơn. Dạ, em cảm ơn chị. Xin mời chị Vi ạ. Dạ. Cho Quánh hỏi rằng có phải là khi khi làm con mèo này Vi đang nghĩ tới Halloween hả? Dạ đúng rồi cô. Em đang nghĩ tới chủ đề Halloween. Mà chắc con mèo này nó ít giảm cân đúng không? Dạ đúng rồi, nó hơi béo với cô. Phần mình hơi to hơn phần đầu nhiều quá. Cho Quánh hỏi cái lỗ mũi nó nằm ở đâu vậy? Dạ lỗ mũi đây nhưng mà em chưa vẽ xong. Chưa vẽ lỗ mũi luôn à? Dạ, con mèo rồi. Này không có lỗ mũi. Dạ, tôi thấy là con mèo này nó lai con chuột. Theo tôi thấy là con mèo này nó lai con chuột. Vì cái mũi nó dài, rất là giống con chuột. Cái mũi hơi dài. Đúng rồi. Cái đề này có khó lắm với bạn không? Dạ khó cô. Tại vì lần đầu tiên em làm, em đụng vào cái này. Cái nhân bên trong bạn à, bạn dùng nhân gì đây? Dạ em dùng nhân xoài á, để xoài áp cái vị ngọt. Kem vừa nè, không có dày kem quá. Cái xoài này bạn dùng xoài tươi hả? Xài dạ tươi. Đúng rồi, xin chào xoài tươi. Bạn sử dụng xoài tươi á, nếu mà khách ăn liền thì rất là tốt. Nhưng mà nếu mà khách không ăn liền mà để qua một hai ngày á, nó sẽ rất là nguy hiểm. Tốt nhất là bạn nên xử lý qua, có thể sơn qua, sẽ để được lâu hơn. Và nếu giống như ngọt quá, bạn có thể mix thêm một chút xíu chanh vô. Cảm giác là nó bị rời rạc. Khi mà cắt cái bánh ra, cái nhân nó bị rơi ra, nó không có kết dính với nhau, ăn nó không có liền với nhau. Đối với cái phần ngoại hình của con mèo này á, có thể là thời gian hơi ngắn so với bạn. Và cái ý tưởng bạn chưa nghĩ được con mèo đang nằm trên cục đá, hay là cái này là cái nòng của con mèo. Cái nòng của con mèo. Cho nên là bạn chưa xác định được cái mặt của mày thế nào. Nhưng mà về cái sự kết hợp thì tôi thấy là bạn biết cách để nâng cái phần cốt lên cho nó chắc chắn con mèo. Đây là một con mèo mà theo chủ đề thì mình biết là con mèo, chứ nếu mà không nói chủ đề chắc mình không biết là con mèo. Đã em làm chủ đề Halloween mà xém xíu mà không biết con mèo luôn. Rất là cảm ơn được hôm nay được thưởng thức một chú mèo Halloween. Vâng, chị cảm ơn ban giám khảo. Nếu mà quay lại với vòng 1 á thì mình nghĩ là mình sẽ làm cái tạo hình đơn giản hơn, tại vì khi vừa thi xong mình đã nghĩ ra quá trời con mèo trong đầu luôn. Xin mời anh Mai Linh ạ. À, con mèo này là có phải con mèo 34 không bạn ha? Dạ. Nó nằm trên một cái tấm thảm. Rồi. Đúng rồi. Ngồi trong cái tấm thảm bay đúng không anh? Vậy cuối cùng là nó ở nhà hay là nó trên trời? Nó đang vần vần chưa? Đó. À, nó vần vần ở trên trời á hả? Lúc làm cái bánh này bạn có suy nghĩ gì trong đầu? Đầu thì em cũng nghĩ là cái mèo ngồi trên một cái vườn hoa.
Nhưng mà em nghĩ là thì mèo thần tài thì đa số ngồi trên miếng thảm hợp hơn. Nhưng mà em vẫn điểm được hoa trên cái thảm à. Vẫn không bị mất cái phần hoa. Hàng chị anh Tiến anh tưởng là ở Ba Tư chứ. Lúc mà mới đầu anh Linh tạo hình lên là mình đã thấy thật sự rất là đẹp rồi. Mai Linh bình thường ngày nào cũng làm những chú mèo như thế này. Còn Tường Vy thì không có chuyên về cái loại này. Thì mình nghĩ đối thủ của mình chỉ có là Mai Linh thôi. Cái mứt mà anh dùng bên trong là? Dạ em xài cái mứt dâu. Mứt dâu? Dạ. Ok. Về hình thể thì mình nhận diện ngay. Đây là một chú mèo. Dạ. Hoặc không là... cần ghi chữ nữa đúng không? Không cần ghi chữ nữa. Mình thấy cái đề tài của chú mèo thì rất là hay. Bởi vì nó cho các bạn nhiều cái cơ hội sáng tạo. Cái cách tạo hình của bạn trong vòng 45 phút như vậy thì tôi đánh giá rất là cao. Đó là cái điểm khen. Dạ. Còn điểm chê nhẹ nhẹ một chút xíu đó là cái phần kem bạn bảo quản thì như là chưa đúng nhiệt dạ, độ. Đúng rồi. Nó sẽ bị hơi xuống kem một chút xíu. Xin cảm ơn anh Linh và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hỏi ý và đánh giá từ bài giám khảo. Antwerp Professional, cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần khá là gây cấn, chính là công bố người chiến thắng ở thử thách đầu tiên. Người chiến thắng là con mèo nằm trên cục đá hay là con mèo nằm trên cỏ hay là mèo hoàng tài. Người chiến thắng sẽ là con mèo hoàng tài. Chúc mừng Mai Linh và giám khảo. Chú mèo thần tài cũng đã mang lại cho em rất nhiều cái sự may mắn trong đó. Chiến thắng ở thử thách đầu tiên đồng nghĩa với việc anh sẽ là người có quyền sử dụng một trong 7 món của menu chua cay ở thử thách tiếp theo. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo, siêu bánh lộ diện. Mừng các bạn đang đến với vòng thi thứ hai, siêu bánh lộ diện. Người chiến thắng ở thử thách đầu tiên chính là anh Mai Linh, sẽ là người có thể sử dụng đặc quyền một trong 7 món của menu chua cay trong 30 phút đầu tiên. Và hai thợ bánh còn lại, mọi người cũng lưu ý rằng sau khi mà mình thực hiện menu chua cay thì mọi người thấy cái chuông màu hồng đó không ạ? Mọi người sẽ nhanh tay ấn chuông, ai ấn chuông trước thì mình sẽ nhận được quyền trợ giúp 3 phút từ ban giám khảo. Và ngay bây giờ không để mọi người đợi lâu nữa, Ngọc Châu xin phép mời ban giám khảo sẽ công bố đề thi cho vòng thi thứ hai này. Vòng 2, ban giám khảo sẽ đưa ra cho bạn một chủ đề vẫn là tạo tác hoàn hảo nhưng sẽ mở rộng cái sự sáng tạo của các bạn hơn. Các bạn sẽ làm một tác phẩm, một chiếc bánh với chủ đề là quang cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Yêu cầu thứ hai từ ban giám khảo đó là trên cái bánh của các bạn phải có một con vật thấy rõ hình dạng. Lúc đó mình còn lại tạo hình nữa hả? Thật sự bác giám khảo Tiến rất là ác với mình. Không biết là bây giờ này anh nghe thì có không thấy không thích mình hay không, nhưng mà mình không thích anh. Sẽ có một cái sự đặc biệt hơn nữa là mình muốn các bạn sử dụng cái nhân của bánh, đó là thôi. Wow, thật sự mình rất là bất ngờ, tại vì đây không phải là sở trường của mình. Tại cái xôi ở xứ mình là nó đi về với đồ mặn nhiều hơn, nên Thi thấy rằng là đây là một cái chủ đề mà cũng khá là hay. Rất là hấp dẫn. Không biết là anh Linh, anh đã từng làm cái bánh mà với cái cốt là xôi chưa ạ? Dạ chưa, lần này là lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên thử thách luôn. Dạ. Còn chị Vi thì sao ạ? Em cũng đã từng làm qua xôi rồi, có những ý tưởng cho riêng mình. Với chiến thắng vòng 1 của anh Linh á, thì mình nghĩ là vòng 2 mình sẽ đánh bại lại anh Linh, vì đó là cái thế mạnh của mình. Quá tốt. Còn chị Phương thì sao chị Phương? Đây thì lần đầu tiên mình làm xôi. Dạ. Yeah. Một cái sự trải nghiệm mới. Và mọi người có thắc mắc gì về cái đề bài ngày hôm nay nữa không ạ? Dạ không ạ. Vậy thì mọi người đã sẵn sàng chinh phục thử thách này chưa ạ? Sẵn sàng. Và 90 phút của các bạn bắt đầu.
em coi hai bạn là đối thủ nặng ký của em. Thì hai bạn đã chuyên về làm nghề xôi này khá lâu, còn em là lần đầu tiên em đến với cái thử thách làm xôi. Cái kỹ thuật làm xôi á, nấu lại một lần rồi, nhưng mà khi mà đem ra mình ép để cho nó ra thành cái hình mình mong muốn á, thì nó phải cần là cái độ ẩm của nó, cái độ kết dính của nó, làm sao mà ví dụ như các bạn sử dụng màu sắc bên trong thì không bị lem. Khó ở đây là gì? Kết hợp làm sao giữa ba ý, vừa có quang cảnh, vừa có một con vật nào bên trên và lại là xôi nữa. Cho nên các bạn, đây có thể nói là một cái đề bài khá là khó cho các bạn để các bạn vượt qua được rất là xuất sắc. Khi mà xôi kết hợp với kem á, thì các bạn phải xác định rõ là cái kích cỡ nó như thế nào để phù hợp với dessert hay là main course hay là starter. Thì đó là những cái mà các bạn thí sinh cần lưu ý. Còn anh Thi thì sao? Anh nghĩ bằng cách nào hoặc là làm cách nào mình có thể xử lý cái phần cốt là xôi một cách tốt nhất? Câu chuyện xôi nó không có xa lạ với người Việt Nam mình. Xôi là một món ăn đơn giản để giải quyết cái câu chuyện là cái đói của con người của mình mà nhanh nhất, gọn nhất. Xôi cũng vô trong những cái buổi tiệc mà sang trọng. Chủ đề ngày hôm nay thì nó khá là rộng, cho các bạn nhiều cơ hội để sáng tạo hơn kỹ năng của mỗi bạn thôi. Thậm chí xôi á, mình có thể là kết hợp hoa từ đậu trắng ăn chung kèm, đi hoa hay là tạo hình những con vật, nhân vật, mình vẽ cả cái biển lên trên đó cũng được nữa. Xôi với gạo là coi như hạt ngọc của Việt Nam chúng ta. Chúng ta có quyền được tự hào về điều đó. Và hôm nay Quang rất là mong chờ cái sự sáng tạo của các đầu bếp của mình để đưa đến khán giả gần hơn là mình ứng dụng từ xôi sang bánh như thế nào, nó sẽ phát triển hơn. Bây giờ mình phải làm như thế nào? Mình có thể sử dụng xôi, mình sẽ đưa cái nông sản của Việt Nam mình vào. Hai bạn thi lột trứng cút trong vòng 5 phút. Và với menu chua cay lần này thì chị Vi và chị Phương sẽ phải thi nhau lột trứng cút. Ai là người lột nhiều hơn, nhanh nhất thì sẽ được quay trở lại làm bánh. Còn ai mà chưa hoàn thành được thì mình sẽ đợi hết 5 phút thì mới quay trở lại làm bánh. Trong cái bài thi mà bị tước đi 5 phút là quá nguy hiểm. Tại vì vừa lo cái bài thi cho mình và vừa lo cái thử thách 5 phút không biết vượt qua không. Trứng cút nó tuy nó đơn giản nhưng mà nó rất khó. Nếu mà mình lột mà trầy một chút thì mình cũng phải bỏ làm lại từ đầu. 1, 2, 3 bắt đầu. Bình tĩnh nha chị, trứng cút phải nguyên vẹn thì mới được tính là một nha. Đó, đang làm bánh dừng lại tỉ mẩn lột trứng cút, tức quá. Thiền định quá trời. Còn phần thưởng xứng đáng cho thiền người thắng cuộc của cuộc thi thử thách. Bạn Phương có cảm thấy vui với cái việc mà mình lột trứng cút không? Em là em không có vui rồi. Ôi, nói chung là mình rất là không vui. Mày lên hãy đợi đó. Đang căng thẳng để tập trung làm bánh, bây giờ buông ra, không làm nữa, lột trứng cút thôi. Chị Phương đang vươn lên dẫn đầu và chị Vi thì cũng đang đuổi theo rất là xích sao. Bên này thì anh Linh cũng đang rất là tận dụng khoảng thời gian này để mà tạo hình cho chiếc bánh của mình. Đó, nhờ kinh nghiệm lột trứng cút hàng ngày thì có vẻ như thử thách này không thể làm khó chị Phương được. Chị Phương chỉ còn một quả nữa thôi là sẽ cán đích. Trời ơi, chị làm hư quá trời luôn nè, chị bỏ lại cho em. Cái menu chua cay nó lúc đó là tay mình không thể nào lột trứng cút được hết á. Cái kỹ thuật của chị Phương rất là nhanh nhạy, là mình đập quả trứng cút xong mình lột ra, mình thấy nó mẻ là mình bỏ lại, mình lấy quả khác liền. Mình sẽ không có cố chấp mà mình lột tiếp. Bỏ lại là chính xác luôn. Yeah, chị Phương đã chiến thắng. Mời chị Phương quay trở lại làm bánh cho mình tiếp tục. Rồi ở đây chị Vi tiếp tục. Chị Vi ơi, cố lên. Chị Vi vẫn rất là bình tĩnh nha mọi người. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Quả cuối cùng chị ơi, chậm chậm, cố lên. Thành
1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yeah, đủ rồi. Yes. Chị Vi cũng sẽ quay trở lại với công việc làm bánh của mình. Cố lên chị ơi. Và hai chị lưu ý là hiện tại mình có 5 phút để quyết định nhấn chuông hay không sử dụng quyền trợ giúp từ ban giám khảo nha. Có đưa kéo mấy đứa nhà già là nghĩ tới những cái con râu. Sao anh không nghĩ rằng là những cái con giun biển giống như của chồng? Con bạch tuộc á. Bạch tuộc, bạch tuộc thiệt. Không muộn cho là mình là người dân xứ biển. Nếu mình trả lời sai là chắc là mình hơi bị sai đó. Em là người gốc của đảo Phú Quý, nên em từ lấy cái nguồn biển đảo em sử dụng lên một chiếc bánh này. Kết dính và cái sự phối hợp của cái xôi và cái nguyên liệu là ngọt, nó rất là khó. Trong vừa nghe một tiếng chuông của chị Vi, tuy nhiên thì hiện tại mình đã hết thời gian sau 5 phút của menu chưa cay. Cho nên quyền sử dụng trợ giúp từ ba giám khảo không còn hiệu lực. À, sau 5 phút hả? Chỉ sau 5 phút thôi mới được sử dụng. Nhưng mà chị có đang ổn không chị Vi ơi? Dạ ổn ạ. À. Em nghe nhấn chuông không biết chị ổn hay không? Tại vì em muốn lên nói chuyện với ban giám khảo. Ô, muốn nói chuyện. Sự bác giám khảo tiếng rất là ác với thí sinh. Không biết là bây giờ này anh nghe thì có không thấy không thích mình hay không. Nhưng mà mình không thích anh. Mình không thích anh. Em tự tin 80%. Đây là sữa, không phải sữa trường của em. Là lần đầu tiên. Thôi chúng ta cùng cố gắng. Tôi sẽ là người chiến thắng. Mình tính là mình làm sầu riêng mà sầu riêng tươi cho cái phần nhân của mình. Trái cây là không có được để trong nhân lâu nó sẽ bị hư. Mình nhảy số liền là bắt đầu mình xin trực tiếp để làm sao cái nhân của mình nó để được lâu và nó ngon hơn. Xin chào bạn Phương, bạn hoàn thành được bao nhiêu phần trăm rồi? 80% rồi chị. Con vật của bạn dự định tạo hình lên đây là con vật gì? Con bướm. À. Còn cái nền mà các bạn dùng làm nước thì bạn dùng là cái gì? Em sử dụng đậu trắng với lại đậu xanh. Bạn có tự tin về tác phẩm của mình không? Dạ có ạ. Bao nhiêu phần trăm? 80%. Chúc bạn thành công. Bạn có thể chia sẻ là bên dưới cái màu vụn vụn này này ha, à, nó là cái gì được không? Dạ đó là từ dừa sấy khô á. Em trộn thêm cacao vô để cho tạo màu để làm đất. Ok. Chủ đề của em là nói về thiên nhiên là rừng cây. À rừng cây. Rừng cây. Con vật là con gì? Em đang suy nghĩ em con gì để phù hợp với nó. Em đang suy nghĩ. Theo tôi thì đối với cái tạo hình này bạn nên làm con khỉ đi. Và thấy sợi dây đó đu toàn phen á. Đu đu dây là hợp. Đúng rồi. Mình còn 20 phút nữa để mình suy nghĩ cái con gì mà để lên đó. Dạ 20 phút rồi đó chị. Nãy em định trợ giúp ban giám khảo em định trợ giúp đúng không? Dạ là nên là vẽ em hỏi ý con là gì? Con gì? À định hỏi là tại vì trong suy nghĩ của em là lúc đó em chưa có vẽ biết vẽ con gì hết. Suy nghĩ của mình sẽ hỏi cái gì mình chưa nghĩ ra đúng không? Đúng rồi, bây giờ tới lúc mình nghĩ ra là mình hết giờ. Hết giờ. Chăm chú cho tác phẩm của mình quá. Cái này cái hoa bằng bắt bông từ chất liệu gì? Dạ em tức đậu xanh. À đậu xanh. Rất là mong chờ để xem chị Vi sẽ gắn cái con gì lên đây cho nó phù hợp. Bạn nhớ là con này phải rõ hình dáng nha. Phải cho ban giám khảo nhìn thấy là không cần biết. Bạn không nói ra mà ban giám khảo và khán giả vẫn phải biết được là con gì. Chứ đừng có để giống như là con mèo. Tại chủ đề nên chúng tôi mới nhận ra được. Ok. Cái này là biển hả bạn? Dạ biển. Bờ biển. Mùa giông bão. Theo Sếp Thi thì cái bờ biển ở ngoài Nha Trang nó có giống vậy không? Đây là một cái bờ biển của mùa bão á. Mùa bão. À, mùa bão của ngoài đảo em. À, em là người dân Phú Quý. À, ở Phú Quý hả? Nên à. Em muốn tạo cái dựng cảnh biển chỉ có sóng gió này. Sóng cao. Em không trở thành một dân chài Phú Quý mà em chuyển qua nghề bếp, em nghĩ cũng là một cái duyên của cái nghề của mình. Em theo nghề này được 13 năm. Một ý tưởng trên cái đời sống thực tại của địa phương mình. Ban giám khảo mới đưa ra là cảnh quan thiên nhiên thôi, bạn nghĩ tới bão liền. Bạn nghĩ tới bão liền. Cái này chỉ là sóng gió nó. Dạ là thôi. Sóng á, bờ biển hơi cao một tí thôi. Khi nào bạch tuộc nó ụp ngược xuống là nó mới bão. Tuy con bạch tuộc này là đã chín rồi mà nó vẫn cố bám trụ. Vẫn cố bám trụ vào trong cái bờ biển này. À lý do nó chín là do nãy hấp sôi là nó hấp luôn nó đúng không? Đấy, cái này là xu bạch tuộc.
Và các thợ bánh của chúng ta lưu ý, hiện tại các anh chị còn 10 phút để có thể hoàn thiện những cái giai đoạn cuối cùng của chiếc bánh của mình. Các thợ bánh của chúng ta lưu ý, hiện tại các anh chị còn rất ít thời gian để hoàn thành nốt những giai đoạn cuối cùng cho chiếc siêu bánh của mình. Đây là những giây cuối cùng để mọi người có thể hoàn thiện siêu bánh. Và ngay bây giờ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ! Antwerp Professional, cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần hấp dẫn nhất ngày hôm nay, chính là phần chấm nếm đến từ ban giám khảo. Trước khi chấm nếm thì chúng ta hãy đến với những bất ngờ mà các thợ bánh của chúng ta mang đến cho ban giám khảo ngày hôm nay. Xin mời thợ bánh Thế Phương ạ. Tưởng của mình là sen kết hợp với loại xôi, nhưng mình có một cái vị nó chua chua và đồng thời mình cũng có kết hợp với lại sầu riêng. Như mọi người biết, hoa sen tượng trưng cho ngay thẳng, thanh cao, đẹp đẽ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cảm ơn chị Phương. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với bất ngờ thứ hai đến từ chị Vi. Xin mời. Em là nói về thiên nhiên, về rừng cây. Cái nhân của em thì là nhân chua với ngọt. Trong đây có vị xoài, táo với lại cam. Em mix lại để ăn cùng với cái vị ngọt của xôi để kết hợp lại với nhau. Cái khúc cây này thì em làm từ đậu. Ý tưởng của em nói về thiên nhiên để cho mọi người hướng về thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên. Không có chặt phá cây rừng để cho con thú và sinh vật ở trong thiên nhiên này được sống bình yên. Xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Vi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bất ngờ thứ ba từ thợ bánh Mai Linh. Xin mời. Nhìn con bạch tuộc của anh đậu ở trên cái nền sỏi hình đá đó thì thật sự là quá tuyệt vời rồi. Dạ em xin chào ban giám khảo. Hôm nay em chỉ mang một cái mẫu bánh từ thiên nhiên đại dương. Khung cảnh của quê em là đảo Phú Quý. Thì lúc nào nói cho em xa quê cũng lâu, nên lúc nào em cũng nhớ về biển đảo hết. Nên sẵn có một cái chương trình này thì em có thể em dựng lên lại cái khung cảnh của biển đảo. Hôm nay thì trong cái phần xôi này thì em muốn dùng cái xôi qua đậu biếc để nó có một chút cái màu xanh biển. Và bên trong thì em có nhân táo kết hợp với nhân suông để ăn với xôi. Và có khi mà người không có dùng ngọt thì có thể bên này có muối mè, là mình có thể mình chấm muối mè. Tôi muốn sáng tạo một chiếc bánh mà có thể đáp ứng được nhu cầu của thực khách ạ. Mỗi chiếc bánh thì đều sở hữu cho mình những cái vẻ đẹp riêng cũng như là những cái ý tưởng mà ba thợ bánh của chúng ta mang lại. Tuy nhiên thì để biết chính xác hương vị như thế nào, xin mời tất cả chúng ta hãy đến với phần chấm nếm từ ban giám khảo. Vâng, trong lúc này thì ban giám khảo chúng ta có thể đặt câu hỏi cho chị Phương ạ. Lúc nãy nghe Phương chia sẻ là trong cái bánh của mình có các nhân chua và ngọt.
Xôi của em á là ở lớp dưới là em có kết hợp với lại nhân tạc su, đồng thời á em tạo cái độ cứng của cái nhân á là em cho cái sô cô la kết hợp với lại nhân sầu riêng để ăn hòa nghiện với nhau cho nó có tăng cái hương vị đậm đà hơn. Còn cái lớp thứ hai á là em cho nhân trái cây xoài táo với dâu thì em kết hợp với lại tạc để dung hòa lại cái vị của mình, để khi mà mình ăn cái độ béo xong rồi mình có cái vị chua để mình đồng lại. Hai con ong này á thì hiện tại tôi thấy là có mắt thôi nhưng mà không có mũi, đúng không ạ? Thì mục đích nó tới cái đầm này để làm gì? Thường á thì con ong thì thường sẽ bay đến những cái hồ sen để hút mật nè, để tạo ra mật ong. Rồi bây giờ thì nó hút bằng cái gì bạn? Đúng không có mũi. Mình nó không có, nó không có cái gì để nó hút, đúng không? Bây giờ nó tới nó nhìn rồi nó về thôi. Ủa gì cái mũi nó đâu mất tiêu rồi? Cái phần đậu xanh trên này bạn mix với cái sô cô la bạc hà. Dạ. Về cái mùi vị thì mình cảm thấy nó cũng khá là ổn, nhưng mà về cái kết cấu chung thì nó chưa có làm cho nổi bật cái bánh này lên. Mình vẫn bị lung lay bởi tác động từ bên ngoài. Nếu mà mình giữ ngay cái ý định và ý tưởng của mình ban đầu thì chắc nó đã là khác. Cái bức tranh tổng thể này nó đưa về cái dạng như là dân gian, nó dân gian và hiện đại. Thì bạn đưa về cái hoa sen là đã một cái dân gian rồi, truyền thống rồi. Về cái kết cấu thì bạn có sự kết dính giữa phần nhân, phần xôi và phần topping bên trên rất là ok. Về cái mùi vị tôi đánh giá rất là cao. Em cảm ơn phần chia sẻ từ ban giám khảo. Antus Professional, cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm nếm thứ hai đến từ chị Vi. Bạn phải lựa cái phần nào mà cắt ra mà giám khảo ăn mà ngon nhất có thể nha. Lúc nãy Quanh yêu cầu là một tuyệt tác thiên nhiên tuyệt đẹp thì Quanh thấy đẹp rồi, có hoa, có cây, có lá. Một con vật xuất hiện ở trên quang cảnh này thì nó nằm ở đâu, bạn có thể chỉ cho ban giám khảo cũng như là khán giả thấy không? À con bướm hả? À, ban giám khảo có nhìn thấy con bướm không ạ? Thật ra nếu mà bạn nói đó là con bướm thì Quanh sẽ tin bạn và nghĩ đó là con bướm. Còn nếu bạn không nói thì chắc Quanh cũng không nghĩ đó là con bướm. Con bướm này ẩn mình khá là sâu, người ta nhìn người ta sẽ nghĩ là bông hoa, đúng không ạ? Cái đề bài này hơi khó với em tạo hình hơi tệ. Hoa của bạn bắt rất là đẹp, lá cũng rất là đẹp. Chỉ có điều là con vật thì con sẽ cố gắng tưởng tượng theo bạn nói là con bướm. Con sẽ nghĩ đó là con bướm. Nếu mà thay đổi được vòng 2 mà cho em có thêm cái lợi thế hơn thì em nên gạt bỏ cái phần tạo hình đó. Sau cái cuộc thi này hả, mình đã về đăng ký học lớp tạo hình ngay và liền luôn. Nhiều chủ đề xôi nên các bạn cho mình ăn rất là nhiều xôi. Thấy các bạn không có phong phú được cái xôi. Bạn Vi ơi, xôi này bạn hấp bao lâu vậy? Dạ, em sắp 1 tiếng. À, bạn sử dụng bao nhiêu nước dừa trong xôi này? Xôi này thì em sử dụng 2kg cho 200g nước cốt dừa. Cái xôi của bạn á, nó bị chín quá. À, cái phần nhân mứt của bạn để vào trong hai cái lớp thì nó bị tách ra. Bạn kết hợp quá nhiều cái loại trái cây lại với nhau, thành thử là không đẩy được cái mùi nào nổi bật lên. Nói chung là cái bánh của bạn rất là đẹp. Cái con vật thì bạn nói là con bướm thì anh sẽ nghĩ là con bướm. Rồi chỉ có điều cái phần xôi là nó giống như bị chín quá. Rồi cái phần nhân thì nó đang bị rời rạc. Xin cảm ơn những chia sẻ từ ban giám khảo. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tác phẩm thứ 3 đến từ thợ bánh Mai Linh. Bạn cho mình hỏi thử là tại sao bạn lấy ý tưởng là con bạch tuộc mà không phải là một cái con nào khác? Cái không gian này em cũng muốn tạo con ốc hay con tôm, nhưng mà mấy con đó nó nằm dưới cái lòng đất. Còn con bạch tuộc có thể nó bị trồi lên trên được. À, sóng biển bạch tuộc trồi lên trên. Dạ, đúng rồi. Còn cho mấy ốc là nó sẽ nằm chìm xuống đó. Cái xôi này bạn kết hợp bên trong là những cái gì? Dạ, em kết hợp nhân táo với nhân sâu. À, cái đó là muối mè hả? Bên tượng cát là muối mè. Cái gì để tạo thành cái màu của xôi? Dạ, hoa đậu biếc. À, hoa đậu biếc. Để cho nó có một chút màu xanh dương. Dạ. Ở nhà bạn có ăn thử kem xôi với lại kem topping chưa? Dạ, có, em có thử topping. À,
Rồi đào phú quý thì chắc chắn là có con bạch tuộc này không bạn? Có con bạch tuộc này thiệt không? Tôi sẽ mời ban giám khảo đi ra đào phú quý nha, để mình kiểm nghiệm xem là chứng thực xem là có con bạch tuộc này không. Sau chuyến hôm nay sẽ đến đảo Phú Quý đúng để rồi, tìm đúng con bạch tuộc. Đúng rồi. Em sẽ đón mọi người đi tới. Anh thấy là cái xôi cá nó cũng khá là phổ biến trong cái đời sống của dân mình trong cái ăn. Mà tại sao mình ở biển mà em không có ý tưởng là xôi cá mà là chuyển qua ý tưởng là xôi bướm mè? Cái xôi cá em chưa nghe tới. À. Dạ. Lần đầu tiên em nghe cái xôi cá. Cái độ chua này của mình lấy từ cái chất trái cây gì? Dạ em lấy từ trái táo. Từ trái táo à, mình chỉ sử dụng táo không thôi. Dạ mức táo nó có cái độ chua để nó kìm. Ok cảm ơn em. Bạn sử dụng cái nếp nào? Nếp cẩm. À nếp cẩm. Tại vì cái xôi của bạn nó cảm giác là mình ăn cảm giác giống như bị nín lại á. Dạ. Do bạn để tủ lạnh đó. Dạ. Cảm ơn bạn. Trời. Xin cảm ơn những chia sẻ từ ban giám khảo. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đánh giá và hỏi ý từ giám khảo. Đây chúng ta đã có một cuộc gặp gỡ với ba thợ bánh vô cùng thú vị. Tuy nhiên, chiếc nón siêu bánh thì chỉ có một người sẽ tiếp tục đồng hành cùng với siêu bánh ở những vòng tiếp theo. Trước khi đến với phần công bố kết quả ngày hôm nay thì Ngọc Châu xin phép mời ban giám khảo mình sẽ đưa ra nhận xét cho hành trình của ba thợ bánh của chúng ta ngày hôm nay ạ. Siêu bánh đó đối với mình thì thực sự là mình chưa hài lòng lắm. Tại vì nó còn nhiều cái chi tiết ở trên đó nữa mà mình chưa có làm kịp thời gian. Thường một tác phẩm mà hoàn hảo nhất của mình đã làm ra thì mình cần phải 2 đến 3 tiếng. Bài của bạn Vi rất là hài hòa, rất là dễ thương. Giống như ý tưởng bạn đưa ra là cùng nhau bảo vệ môi trường. Chỉ có thiếu một chút xíu là cái về mà cái con vật, mình hơi cảm thấy tiếc vì điều đó. Về cái phần soi của bạn, cái phần nhân của bạn á, nó hơi bị ít. Tác phẩm của bạn Linh, bạn cũng thể hiện sát với cái chủ đề của chương trình. Tuy nhiên bạn thì nó cũng hơi gay gắt xíu, nó cũng không có được bình thản lắm, nó có bộ nó cũng hơi khó khăn. Sóng gió. Sóng gió một xíu. Mình có thể làm cái chuyện này hay hơn, cái chuyện đó mình phải phù hết thêm xíu nữa. Còn về cái xôi, cái nhông bên trong thì mình thấy rằng là ok, cái gia vị của bạn khá ổn. Về Thế Phương, tác phẩm của bạn thì với cá nhân tôi rất là thích. Bạn đưa tác phẩm của mình về dân gian truyền thống, cấu trúc cũng như là hương vị bên trong mix lại với nhau rất là ổn. Chỉ có một điều là bạn hơi đi trịch hướng một chút xíu so với cái yêu cầu của đề bài là con vật nó phải rõ ràng hình dáng. Còn mọi thứ còn lại là đối với tôi hoàn hảo. Nếu như mà mình làm lại thì mình sẽ thay đổi về cái phần trang trí nhiều hơn. Xin cảm ơn những chia sẻ của ba giám khảo dành cho ba thợ bánh của chúng ta ngày hôm nay. Và Ngọc Châu thì tin rằng ngày hôm nay dù cho bất cứ ai đi tiếp cùng với siêu bánh thì cũng sẽ là một khởi đầu mới, một hành trình mới cho tất cả các anh chị. Và hai thợ bánh còn lại thì Châu cũng tin rằng ngày hôm nay cũng là những cái trải nghiệm thú vị hoặc là những chia sẻ từ ba giám khảo cũng mang đến cho anh chị những cái kinh nghiệm nhất định để mình có thể tiếp tục chinh phục cái con đường làm bánh cũng như là mang cái tình yêu bánh của mình đến gần hơn với khán giả. Và ngay bây giờ, không để các anh chị chờ đợi lâu hơn nữa, Ngọc Châu xin phép mời giám khảo Kiều Anh sẽ công bố chủ nhân của chiếc nón siêu bánh ngày hôm nay. Người đi tiếp với siêu bánh sẽ là tác phẩm rừng cây hay là hoa sen hay là tuyệt tác biển cả. Người đi tiếp với siêu bánh là Mai Linh. Chúc mừng thợ bánh Mai Linh. Em xin mời giám khảo Tiến sẽ trao chiếc nón siêu bánh cho anh Mai Linh hôm nay ạ. Mai Linh chiến thắng ở vòng này thì rất là thuyết phục vì mình nghĩ là ngay từ vòng 1 cho tới vòng 2 bạn rất là tập trung khi bạn làm và những cái kỹ thuật của bạn cũng khá tốt. Cộng thêm đó nữa, mình nghĩ là bạn cũng có một chút may mắn. Em biết được kết quả em rất là vui. Tại vì em không có nghĩ em thi cái chương trình này luôn. Cũng một cái thời gian rất là gấp. Cố gắng đi giữa đó mà theo làm để cho nó phù hợp.
và cũng cảm ơn hai bạn cũng có kinh nghiệm về show cũng hỗ trợ em. Vâng, xin cảm ơn anh Mai Linh, cảm ơn những chia sẻ mà anh gửi đến cho ban giám khảo. Và cũng trong hy vọng rằng thì đây sẽ là một trong những cái cơ hội để anh Linh có thể thể hiện bản thân mình nhiều hơn cũng như là tài năng mình nhiều hơn trong những vòng tiếp theo của Siêu Bánh. Ngọc Châu xin gửi lời cảm ơn đến các thợ bánh còn lại đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Ngọc Châu cũng xin cảm ơn ban giám khảo đã dành thời gian quý báu của mình để đồng hành cùng với Siêu Bánh. Và xin cảm ơn khán giả đã theo dõi hành trình ngày hôm nay. Và Ngọc Châu hy vọng rằng là ngày hôm nay các bạn sẽ có một trải nghiệm thú vị và tuyệt vời cùng với Siêu Bánh. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Android Professional, nhà tài trợ chính đã đồng hành cùng với chúng tôi. Đừng quên đón xem tập tiếp theo của Siêu Bánh sẽ được phát sóng vào thứ tư tuần sau lúc 20:20 trên kênh HTV7. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!